Tiền đóng thì lại rất là bình thường, rất ít. Mà anh đang cặp em, hỏi thật, anh đừng cho giấu em, anh không được giấu nhá. Làm rồi không? Anh thì cuộc sống ổn định không? Ổn định rồi, có đó nhà đấy. Ổn định thật sự á? Nhà Đâu nhà, đâu nhà anh ở đâu? Cái nhà xanh xanh À mà nhưng là nhà cái đường này là nó chỉ là đường đồng thôi đúng không, chứ không phải là đường 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 nông thôn đúng không? Đây đường nông thôn. Em à, không tưởng tượng nó tức là đường đồng thôi. Thế thì chị xã là à, chị nhà làm gì? Nhà làm hàng may, hàng gỗ mây á. Mấy gỗ mây được, người ta đi xuất khẩu À cái làm hàng gia công đấy à? Gia công. À hàm mét đấy đúng không? Làm mấy đan mây, túi mây. mấy gỗ mây bỏ mấy cái gì đi xuất khẩu đúng rồi, mấy mấy bài tém mấy biếng rồi á. Mấy hàng. Ôi. Dạ anh có nói dối em không? Em sợ anh nói dối Ông này ông ấy 48 năm về, nói ông không tin. Hơn 40 tuổi mà ba đứa con mà cảm thấy cuộc sống mình không hóa được gì luôn. Có ở đâu nên tối về cứ làm vài lon bia xong lại ngủ, ôm vợ ngủ thế thôi. Nhưng mà câu này nhá, em hỏi thật anh nhá. Anh phải cho, anh hứa với em là anh trả lời trung thực nhá. Anh cảm thấy là cuộc sống của anh, vợ con anh có thấy an toàn không? Có thấy cái tức là cái bình yên không? Sống ở đây bình yên, ở đâu có không bơ, ở đây bình yên lắm. Được chưa? Bình yên. Không có lộn xộn, ai làm nên làm đâu có lộn xộn đâu. Không lộn xộn gì. Và là mình cũng chưa nói là mình phải có nhiều tiền nhiều của, nhưng mà đại khái là nó cực kỳ ổn định. Ổn định. Ổn định. Ổn định là sướng. Đây, ông này ông ấy ở bên Mỹ nên là nhiều khi ra đường cứ bị ăn kẹo đồng, nên là ông không tin rằng là Việt Nam của anh em mình nó yên bình như này. Đấy. Đây mà nó đây quậy quẹo cái công an lên nó bỡ liền, mà đâu cho mấy thằng quậy quẹo đâu mà. Đấy thấy chưa? An ninh trật tự tức là rất an ninh tốt, trật tự đây cần cái mình alo cái công nhưng an mà lên. Anh thấy là như thế là tốt hơn chứ đúng không? Anh công nhận không? Dạ yeah, dạ. Yeah. Lúc nào có nói chung là có an ninh ngay. Dạ. Yeah. Ở đây là gần sân bay gì máy bay anh nhỉ? Sân bay Phú Cát. À Phú Cát ngay đây à? Dạ. Đấy và những đứa trẻ buổi chiều này đấy, là bên em làm gì có tuổi thơ thế kia không có đi thả diều này rất là thích luôn này. Em đi học giờ đẹp giờ 4:30 giờ đi thấy diều cho tới tối gì vậy. À đây có phải là người ta trồng cây mai nhiều không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Đây làng mai hay làng cây canh á. Nhưng mà mình lại thấy là cái à cây mai vàng ấy à? Cây mai vàng à. Mai Bình Định nổi tiếng à, là vùng đất này. Đấy, đúng là đây vùng đây này. À đây bạn nhìn quay vườn mai đấy đấy. À đây bên kia là vườn mai đấy à đúng không? Đấy. À đây rồi. Đến mùa nở rồi. Thật sự rất là sướng lắm. Anh cảm giác là hết sức bình an đúng không? Ở đúng nơi chính nơi đất quê hương của anh. Ông này ông không tin. Bây giờ mà đi đâu cũng bình không? Đấy cuộc sống. Mình sống thoải mái lắm. Đấy thấy chưa? Làm cứ hết giờ đi nhậu đây ra giờ lấy giờ. Đấy tối về lại nhậu lai dai đúng không? Sướng. Bạn quay xa xa đây, người dân người ta bình an xây nhà cao cửa. Quá tuyệt vời. Thế là nhà anh là cái nhà xanh xanh kìa. Như là chắc là cái đường đi vào nó sẽ là cái đường chính đằng đằng chỗ khác chứ hay là đường này? Không, đường vô kia chắc có đường được chính nha. À cái đường chính của làng chứ đúng không? Còn đây là như kiểu là đường cánh đồng thôi đúng không? Đây là bò của anh là mua đấy hả? À, bò mua lông. Giải đó giải anh nuôi á. Là tính ra tiền mình là bao nhiêu con tiền một con hay là con có 20 triệu con bò lớn lớn 20-30 triệu vậy. Ờ. Nhớ từ lớn. 20-30 triệu con. Nhà anh có trồng được nhiều lúa không? Lúa thì đây ít là trồng mình đủ anh à, cũng trồng cây cảnh. Trồng cây cảnh là nhiều. Thật sự là cây cảnh mình đi cái nước mà. Em rất là trân trọng cái người chứng tỏ bây giờ là gọi là một người nông dân đấy đúng không? Một người nông dân đấy sống dưới một cái xã hội mà cái chế độ mà người ta ưu đãi anh nào anh nhận không? Là để cho nhất là các con anh được đi học. Thứ hai là nó được sống một trong những sự bình yên, tức là không có cái gì bằng anh nhận không? Như là anh trồng cây cảnh kia chẳng hạn thì anh có phải đóng thuế không? Không, cây cảnh có đóng thuế. Cũng không đóng thuế gì. Yeah. Khi mà anh mang ra chợ anh bán thì anh có mất thuế không? Cũng có thuế. Đấy thấy chưa? Có thấy không? Tự do là ở đâu? Ở đây chứ ở đâu? Có thuế. Đấy người dân Việt Nam đấy, thấy chưa? Đấy, quá tuyệt vời luôn. Thế. Rất là cảm ơn anh nhé. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Anh có thao đồ gì ở hôm khác. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Đây này xe nó đang vào đây à? Xin phép anh nhé. Đấy, chắc xe đang vào đây à? Ông xe đi đường kia đi đường đấy. À đi đường này đi làm sao được nhỉ? À. Đấy. Thế là đây là một năm rồi đó. Một năm người ta trồng mấy vụ anh? Hai vụ đó. Hai vụ. Đấy. Ôi giời, đấy. Bốn con liền. À nhà anh ba đứa thì mấy trai mấy gái? Hai gái anh ta. Tức là hai con gái một cậu trai út à? Út con trai giữa. À trai giữa. Rất là cố được đứa này là con gái tuyệt vời quá nhỉ. Đấy, có nếp có tẻ. Rất là thích. Tức là ngày xưa đây vất vả không anh?
xưa kia thì cũng làm tuổi thơ của anh ấy. Dạ, chúng tôi hầu đó thở đó làm phố. Vật đúng không? Bây giờ cho internet điều hòa nóng lạnh đầy đủ này, hết chứ? Nét đấu đó, chúng ta nét cáp quang đấu mà. Cáp quang đầy đủ hết chứ bây giờ Việt Nam mình. Điện nút đầy đủ thiếu nhiều vừa này tấu điện đường sáng hết cái đường này nhá. À đấy. Mặc dù đây là đường đồng, đường anh tận dụng anh đi thôi đúng không? Dạ, đây đường. Chứ còn đường chính ở trong kia. Đường kia bê tông đã nhựa rồi hết đó chưa? Đấy. Đây này, nhìn các cái xóm làng như thế này, nhìn thấy sự phát triển của quê hương này. Em nói anh biết là tự hào lắm chứ. Bọn em đi chơi thôi như là đi đến với mỗi một vùng đất quê hương của mình rất là tự hào. Và cái tuyệt vời hơn nữa là tình cảm. Anh em mình là người lạ với nhau, như là lại được gặp nhau và được nói chuyện như này rất là thích. Cực kỳ tình cảm luôn, đấy. Rồi cảm ơn anh nhiều nhá, em cũng đi đây. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Đấy, và như quý vị vừa được xem đấy, một cái câu chuyện mà rất là tình cờ khi anh em chúng tôi dừng lại trên đường và gặp một anh người dân ở đây. Anh ấy đang đi chăn bò và anh Việt anh có giao lưu và hỏi với anh ấy thì anh thấy thế nào, con người thế nào? Thưa các bạn, là tôi cũng rất là giật mình, rất là ngạc nhiên. Sau bao nhiêu năm tôi trở về quê hương, tôi không thể tưởng tượng được mà tất cả những cái thứ mà tôi được nghe được các cái người ở bên kia, bờ bên kia người ta nói quay lại cho Việt, mà thật sự là tôi không thể tưởng tượng được là lý do tại sao một người nông dân đấy, các bạn cũng thừa xem, các bạn cũng biết đấy đúng không, sống dưới một chế độ xã hội chủ nghĩa mà người ta được miễn tất cả các loại về thuế hoa màu, người ta trồng hoa màu ra mà người ta bán đi, người ta cũng không cần phải đóng lại một đồng thuế nào. Mà tôi lại xin lỗi thưa các anh chị, mà tôi rất bắn mình luôn, mà tôi không thể nào mà tưởng tượng nổi một người đàn ông hơn ngoài 40 tuổi, một vợ, ba đứa con lớn 16 tuổi và đứa nhỏ 7 tuổi đều được đi học. Đấy. Mà cái chuyện học này tôi nói thật là nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng hỗ trợ nhau và để cho các con anh được đi học. Một cái quan trọng nữa là gì, các anh, một người nông dân mà có một cái nhà thật sự các bạn là bê tông 2-3 tầng, mà thật sự tôi không thể nào mà tin tưởng được. Đấy là một cái cấp người nông dân nhá, mà thật sự là tôi rất tình cờ đi qua ngang đường tôi xuống, tôi hỏi không có đấy, cái hình ảnh các bạn cũng xem rồi đúng không, người ta cứ xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và nhà nước thì thật sự là sai lầm hoàn toàn. Tôi hy vọng rằng cái video clip này và còn vài cái video clip nữa chúng tôi sẽ làm, và hoàn toàn là những cái thứ tình cờ, chúng tôi không có setup trước và chúng tôi cũng không biên tập, để cho tất cả mọi người thấy rõ Đảng và nhà nước quan tâm đến người nông dân nó như thế nào. Đấy. Trồng cấy là không mất cái gì rồi. Tất cả mọi người đấy, người ta nói rõ không có thuế, mà thậm chí nhá, hoa màu người ta được nhá, mang đi bán, nhà nước cũng không thu thuế gì. Đấy. Mà đấy, các chị nhìn đấy đúng không, quan xung quanh toàn những cái người, tức là nhà người ta cũng rất là khá à, chứ không phải là còn nhà tranh vách nứa như đầy đủ hết ông, điều hòa nóng lạnh các thứ đầy đủ hết, nói mà hơn nữa là bảo là cộng sản không cho bóp miệng bóp miết cái thứ, người ta không làm được nọ được kia đấy. Các bạn, anh minh chứng, minh thị, các anh được minh thị minh, và tôi minh chứng cho các anh thấy rõ, các anh các chị thấy rõ. Đây là mảnh đất của Bình Định, Bình nhưng đặc biệt ở đây là An Nhơn đúng không? An Nhơn đấy. An Nhơn. Đây này, bạn quay vào cái vườn mai này. Đây là người nông dân này này. Đây này. Đấy. Đấy, mình mà có những cái dịp mà đi mà có thời gian đấy, này, mình xuống như thế này để mình phỏng vấn này. Chuyển đổi cây trồng này này, trồng cây mai này là thu nhập rất cao luôn. Thật sự là tôi rất là ngạc nhiên đấy, thật sự là bên kia thì cái gì cũng thuế. Không đến mức độ, thậm chí nhất là cái đơn giản nhất là như kiểu giống như internet này cũng phải thuế. Internet cũng phải thuế. Trời. Đấy. Tất cả mọi cái đều phải thuế hết. Thế mà ở Việt Nam, thế mà đấy, các anh các chị nhìn đấy đúng không? Rõ ràng tôi sẽ làm một vài bác cái clip thật sự nó là ở trong cái trạng thái tự nhiên để cho các anh các chị nhìn thấy rõ, mà trong khi đó người ta nói chuyện với tôi, người ta còn ấp úng cơ. Đấy, người ta còn không biết là đang làm cái gì. Đấy, rất đơn giản nói đấy, mà thật sự là tôi có nhắn đi nhắn lại cái câu chuyện là anh thật sự là anh có cảm thấy anh an lòng không với cuộc sống này không? Thì anh ấy bảo rất là bình, rất là an lòng, rất là và rất là yên tâm về cuộc sống này, và cuộc sống này tại không áp lực, rất là bình yên. Các ông mà cứ lằng nhằng cái khác là chính quyền người ta sẽ đến nói chuyện với các ông ngay. Đúng đấy rồi. Thế thì bây giờ câu hỏi mình muốn hỏi các bạn là bây giờ các bạn muốn sống ở trong nơi các bạn bình yên, hay là các bạn muốn sống ở trong một cái nơi lúc nào có bất ổn, lúc nào cũng chạy bên nọ chạy bên kia, giống như kiểu thành phố của Nhật Bản vừa rồi đấy, đúng không? Rồi là mọi thứ, hoặc là giống kiểu dạng như các thành phố ở trên bên Ukraine,
đúng không? Thật sự quá quý, thật sự một điều, nhưng tôi nói rất thật là ai cũng thế thôi, ai cũng chọn cái nơi bình yên. Nhìn ông bạn ấy cười rất là đẹp nhé, cái nụ cười không phải của một người nông dân. Mà tôi giật mình luôn đấy, một người hơn 40 tuổi, anh cứ thử nghĩ ra, các anh các chị thử nghĩ ra, hơn 40 tuổi, ba đứa con, đứa lớn 16 tuổi, đúng không? Đứa nhỏ nhất là 7 tuổi, cả ba đứa đều đang đi học, thế là cái áp lực đi học rất là nhiều tiền chứ không phải đâu, đùa đâu, đúng không nào? Nhưng ở Việt Nam thì là bình thường thôi. Không phải, đấy một cái người mà ở Việt Nam đấy, mà trong đã vậy rồi, đã mình gọi là anh không phải là công nhân, hay là anh không phải là kỹ sư, hay anh không phải là gì, anh là một người nông dân chính hiệu, mà người ta còn thấy cảm thấy bình thường, tức là người ta không thấy một cái thứ áp lực gì so với người ta cả. Đấy chứ còn các ông các bà cứ mè trời Tây với trời ta làm gì, khổ. Quá tuyệt vời ở đây. Tái nổ. Đấy, xin alo. Ôi đẹp lắm anh ơi, kìa kìa. Dạ. Cây cảnh đầy, nhà lầu nhiều. Rất là đẹp. Đấy, cuộc sống ở đây nhá, toàn là núi nhá. Có một khúc vườn thôi mà anh các chị nhìn thấy rõ đúng không? Người ta cũng là canh tác các kiểu luôn. Tháp nhỉ. Anh nhìn tháp gì không?